Chặng đường nước rút của vòng chinh phục đã làm sân khấu Rap Việt nóng hơn bao giờ hết. Tập 5, dàn chiến binh chất lượng sẽ tiếp tục được lộ diện và bùng hết chất mình với những bản rap thời thượng. Các huấn luyện viên có vẻ đứng ngồi không yên. Em là thiên tài. Let's go. Dear myself in the future. Wow. Tôi là chú bé lắc chắc. Yeah. Chú bé có cái sắc sinh dân. Wow. Chú bé lắc chắc. Không cần phải nói. Đây là chúng ta ngửi thôi. Cũng thấy là cái mùi của bạn là cực chất. Hay quá. Anh muốn em biết là em rất là tài giỏi. Em là những gì anh tìm kiếm. Quy thấy được sự quyết tâm ở trong cái từ ngữ đó và khiến cho Quy bấm cái nút này. Theo em được thấy thì cái kiểu này không phải là kiểu Quy thích. Chưa bao giờ tôi tin là ổng đạp luôn. Đúng. Anh sẽ gửi gắm em về một đội mà cả hai bọn anh nghĩ là sẽ phù hợp với em nhất. Vậy thì Quy sẽ không để bất kỳ ai ở đây lựa chọn định mệnh ở trên sân khấu này. Wow, wow, chết thật. Tôi cảm thấy là sức nóng của chương trình đã làm cho tôi hơi choáng ngợp. Một tín hiệu không biết là vui hay buồn, vì chất lượng thí sinh năm nay quá đỉnh. Cho nên thay vì mỗi đội được 8, chúng tôi sẽ mở ra thêm mỗi đội sẽ được lựa chọn 9 thí sinh. Wow. Yeah. Hành trình tìm kiếm các chiến binh Rap Việt đã đi đến chặng nước rút. Đội hình các huấn luyện viên đã gần hoàn chỉnh. Đội Huawei, đội Binzy, đội Shoeboy và đội Carrick. Tuần sau, vòng chinh phục chính thức được khép lại. Những chiến binh cuối cùng nào sẽ lộ diện? Chứ là kẻ điếc tay chỉ dương cầm à, làm những điều mà ai cũng tới mức khả khẽ à. Đôi mắt dành cho em, có tim dành cho rap. Như khi nỗi buồn em có long lanh trên đôi mi, thì tôi muốn nói điều em cần làm bây giờ là quên tôi đi. Giờ em nơi phương xa nhiều bóng ngã, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ giờ tan biết đâu ai ngờ. Rap cỡ này mới rap chứ. Trời ơi. Xứng đáng là một tiết mục khép lại vòng chinh phục của Rap Việt. Em tiếp cực kỳ nhiều năng lượng và em làm sống lại ca khúc Đôi Mắt này của anh Quân Bình Tuấn Anh. Em dành trước có sao không anh? Có kỳ quá không anh? Không, được phép em. Chỉ có cái mũ người chị. Đó, cái mũ. Em là cái chứng minh đúng cho cái sự chờ đợi của anh. Anh có ba từ muốn dành cho em. Đó là chân thiện mỹ. Em chân thật trong cách em viết, hoàn thiện trong cách em flow. Cuối cùng là em làm mỹ mãn tất cả cảm xúc người nghe ở đây. Em xứng đáng để mọi người chờ đợi đến phút cuối cùng. Tại sao Huawei lại không lựa chọn ạ? Ủa? Không ai. Hay quá, quên mất tiêu. Hay quá, quên mất tiêu. Quên mất tiêu. Các huấn luyện viên sẽ tranh đấu quyết liệt ra sao? Trong lúc này Sư cần phải rất là khắc khe. Không có nghĩa là Sư không muốn chọn em đâu. Huawei không thể đem cái ngôi sao ở bên trong em ra được. Cái sự liên kết của Huawei nó nằm ở những điều đơn giản. Nếu em muốn cái gì đó flashy hơn, em biết phải chọn ai rồi. Bin nên nói lại. Bởi vì cái người đơn giản là Bin chứ không phải là Huawei. Còn flashy của Huawei là real flashy. Nó không phải là fake flashy. You know, Binzy sẽ dắt tay em đi trên con đường chinh phục future of rap. Màu sắc của Binzy không thể gọi là phong phú được. Tại vì Binzy chỉ làm nhạc chậm, trong khi Huawei làm cả nhạc nhanh, nhạc chậm, nhạc dưới đất và nhạc trên trời. Vào những năm 08, 010 thì Binzy ở vị trí nào và Huawei ở vị trí nào? Yeah. Oh. Bây giờ là 2020. Chúng tôi muốn đem em làm tương lai của Rap Việt và làm những thứ mới cho em. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên kênh Vi Giải Trí.
Ion luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Ion không thể rời mắt.